Em gọi chơi, trời, cách gãy, chơi gãy, rồi. Gãy thằng câu em luôn rồi. Cút. Em nghĩ lên mạnh quá. Gãy thằng câu em ơi nè. Lần đầu tiên. Ôi, trời đất. Lần đầu tiên nhưng gộp dính cách. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Câu em ơi làm sao câu. Lấy băng keo dán lại. Hả? Ủa ơi, em gặp cái. Em bị cái góc con mẹ nó bể làm hai nè. Ôi, dù mà để xuống thôi đó. Trời ơi, thấy hình ghê chưa? Ủa ơi. Nó rung. Lật đật nó nắm cái cọng dây liền. Lật đật nó nắm cọng dây liền đó. Ủa, nó chữa rồi, nó chữa rồi. Đây nè, con câu gãy nè. Nè, gỉ em gỉ em nghe cái góc luôn. Nè, nứt ra nè. Chết rồi, sao câu được nữa. Hello, hai chồng em chào cả nhà nha. Bữa nay cả nhà thấy em có 7 sắc cầu vồng không? Tùm lum màu luôn. Đây, thằng chim miền Tây đang đứng ở dưới. Hôm nay, trời chuyển mưa, âm âm, u u. À, mưa hiu, gió hiu hiu, à, mây đen cũng khá là nhiều luôn. Nhưng mà lỡ mua mồi để đi câu rồi cho nên là chuẩn bị đi câu cho nên đi luôn. Nếu như có trời mưa thì cho ướt luôn. Đó. Bây giờ là ra tới ruộng rồi cả nhà. Đó, bữa nay cánh đồng ruộng rất là đẹp luôn. Trời ơi nó xanh bát ngát luôn. Ở dưới ruộng người ta nè, đó. Nhà thấy không? Đẹp không? Đó. Rồi, cả nhà hãy ủng hộ hai chồng em nha cho hai chồng em có tinh thần để đi câu cá nha. Gì vậy? Có cá, có cá. Còn gì không gì anh? Ủa cái ra. Ủa có phải cái ra không? Gì ngồi vậy để xuống đây. Ủa sao giống con cá dứa vậy? Không biết nữa. Ai giống. Ủa đó. Cá tra hả ta? Ở nó nhỏ vậy? Ở đây nó nhỏ mà. Ây dạ, dạ. Ồ, giống cá dứa, em tưởng cá dứa mà. Cá tra bê lớn. Được một con. Lậm bỏ vô sỏ luôn. Sẽ nó mắc lưới, nó có gai. Thằng câu của em nó giờ chưa có gì ăn hết trơn. Lâu quá. Hay quá. Có cá. Anh cần câu của em nó lôi kìa đó. Lôi. Cô chừng. Nó lòi hơi hơi đó. Rồi. Chạy chút. Thôi gỡ cái này chút đi. Nãy té, thảo chiếu té ướt hết trơn, thay áo luôn rồi nè. Cũng may đi theo có đem theo đồ ạ. Chuẩn bị theo đặng lội gỡ trà gỡ lưỡi câu phải chứ chịu dính lưỡi. Bị sẵn hết trơn. Được mấy con nè. Quá ha, có cá rồi. Đã qua nè. Có cá là mừng rồi. Con gì hả? Trời trời hên vậy, ai vô nào vậy? Mà để xuống dính liền luôn anh. Trời ơi, nó đang đói gì vậy chứ. Mới cái lóc con ngon quá em. Mèn đét ơi. Nuốt mau vậy. Mới vô được con cá lóc liền rồi. Mới vô được con cá lóc. Trời ơi. Có nuốt sâu dữ vậy? Cái ngạnh. Cái ngạnh. Mà nó móc vô hút. Móc mạnh ra. Coi chừng còn nữa đó anh. Nguyên bày không? Để xuống gặp ngay cái lóc đang đói luôn. Đã. Câu thì hai ba con vậy thôi là đã rồi. Đâu lên cái kia? Nè. Trời ơi, cách chơi rồi. Gãy thằng câu em luôn rồi. Cút. Em gãy lên mạnh quá. Gãy thằng câu em ơi nè. Lần đầu tiên. Trời đất. Lần đầu tiên nhưng gộp dính cách. Trời ơi, cách ơi. Trời ơi. Câu em ơi làm
lấy băng keo dán lại. Hả? Ủa ơi, em gặp cái này. Em bị cái góc con lẹ nó bể làm hai nè. Ôi, dù mà để xuống thôi đó. Trời ơi, thấy hình ghê chưa? Ủa ơi, nó ngu. Lật đật nó nắm cái cọng dây liền. Lật đật nó nắm cọng dây liền đó. Ủa, chưa. Để nè, con câu gãy nè. Nè, em nghe cái góc luôn. Nè, nứt ra nè. Chết rồi, sao câu được nữa. Bây giờ em về cả nhà ơi. À, thành phẩm của em giờ là được như nè. Nhỏ mẹ không? Dạ. Thảo Anh. Cá trê vàng ươm. Con cá trê, cá lóc. Hai cá rô. Mấy cá chốt. Ấm rồi. Đây. Chị chỉ mưa nhưng mà. Rồi, cái nhà. Chị chỉ mưa đèn xì lì luôn ha. Thôi rồi. Nhưng mà ấm quá. Được như mồi ấm vậy. Quá phê. Mới vô lượm hai cá bự nghe. Quá ấm. Thôi bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.